ngày 22 tháng 3, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông phối hợp với Trung tâm Lưu trữ Quốc gia hai tổ chức triển lãm lịch sử hình thành, các thành tựu chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh trong 20 năm. Triển lãm trưng bày gần 268 hình ảnh, tài liệu, bản đồ, phiên bản mộc nhằm tái hiện về tỉnh Đắk Nông xưa và nay. Đây là dịp giúp nhân dân và du khách hiểu rõ thêm về nét đẹp của vùng đất và con người Đắk Nông, những tiềm năng, lợi thế và triển vọng phát triển kinh tế, du lịch. Phát biểu tại khai mạc triển lãm, đồng chí Lê Văn Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông nhấn mạnh, đây là lần đầu Đắk Nông tổ chức một không gian triển lãm với nội dung tái hiện truyền thống, bản sắc và thành tựu chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng trong suốt chiều dài lịch sử của địa phương. Triển lãm còn nhằm tôn vinh những giá trị di sản văn hóa đặc sắc của tỉnh đến với bạn bè trong nước và quốc tế, góp phần thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế, xã hội.